Bây giờ là 6 giờ 50 phút sáng và sẽ là những tách cà phê tiếp theo cập nhật những câu chuyện đông tây trên toàn thế giới với một trái đất vẫn đang tiếp tục vần xoay và và là một cái thế giới như là tôi nói với chị Hồng Quyên nó ngày càng hỗn loạn hơn, ngày càng có rất nhiều vấn đề hơn và những câu chuyện liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm là những cái câu chuyện mà chắc chắn là không chỉ Việt Nam mà ở Ấn Độ và nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang phải đối phó. Dạ, ở phần đầu chương trình chúng tôi có đưa tới quý vị và các bạn một thông tin ở tại Ấn Độ có tới hơn 80 người tử vong nghi là do ngộ độc rượu. Cụ thể là theo Hiệp hội rượu vang và rượu mạnh quốc tế Ấn Độ ước tính 5 tỷ lít rượu được tiêu thụ mỗi năm ở quốc gia này. Trong đó thì có khoảng 40% là sản xuất trái phép. Rượu dẫm thường được pha chế thêm cồn công nghiệp hay còn gọi là methanol, nếu mà uống phải có thể gây ra mù loà tổn thương gan, thậm chí là tử vong. Hậu quả của tình trạng sử dụng rượu lậu chính là những vụ việc thương tâm như vừa xảy ra tại bang Bihar của nước này. Cụ thể là đài phát thanh của Ấn Độ vừa mới đưa tin số người tử vong trong vụ việc nghi là do ngộ độc rượu nói trên đã tăng lên con số 81 người. phát thanh Ấn Độ AIR, -E số nạn nhân tử vong vì ngộ độc rượu lậu tại huyện Saran của bang Bihar đã lên tới 74 người sau khi huyện này báo cáo thêm 15 ca tử vong mới. Trong khi đó, huyện Siwan và huyện Begusarai lần lượt báo cáo 5 và 2 người tử vong vì nguyên nhân tương tự. Trước đó ngày 13 tháng 12, huyện Saran cách thủ phủ Patna của bang Bihar 60 km về phía tây bắc đã báo cáo nhiều trường hợp tử vong sau khi uống rượu dờm. AIR cho hay số ca tử vong sẽ tiếp tục tăng vì hiện còn 30 người đang được điều trị tại các bệnh viện nghi do ngộ độc rượu, trong đó có 12 người trong tình trạng nguy kịch, khoảng 25 người mất thị lực sau khi uống phải rượu dờm. Giới chức huyện Saran cho biết đã bắt giữ 213 người liên quan đến hoạt động buôn bán rượu bất hợp pháp và thu giữ nhiều rượu không rõ nguồn gốc.